Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 10, luyện tập trung. Và các em nhớ đây là bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa môn toán lớp 2 thầy đã làm cho các em đầy đủ chi tiết. Các em hãy tìm theo bài hoặc là theo trang để chúng ta học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 40 nào. À, như vậy chúng ta sẽ đến với tiết số 1 nào. Tiết số 1 người ta yêu cầu nào. Điền cái số gì? Như vậy các em quan sát nào. Thầy có một cái bảng. Đó, các em quan sát nhé. Thầy có một cái bảng như thế này. Và ở hàng trên nè, chúng ta gọi đây là số gì nhỉ? Số hạng đúng không? Đúng nào. Dưới này cũng sẽ là số gì? Số hạng. Vậy thì số hạng cộng với số hạng thì bằng gì? Bằng tổng nè. Đúng không? Ở đây người ta làm mẫu này. 6 cộng với 9 thì bằng bao nhiêu? 10, 15. Đúng không? Đó, vậy thì các em sẽ hoàn thiện lại những cái ô mà còn đang trống này nè các em. Đó, cho thầy nhé. 7 cộng với 8 bằng bao nhiêu này? 8 cộng 7 nè. 9 cộng 6 này, 5 cộng với 6 này, 4 cộng với 7 này, 3 cộng với 8. Được chưa? Các em dừng video, các em hoàn thành nhé. Bây giờ thầy sẽ đếm trong 8 nốt nhạc nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hết giờ. Như vậy chúng ta sẽ nhẩm được 7 cộng với 8 bằng bao nhiêu? À, 7 cộng 8 bằng 10, 14 cộng 1. Đúng rồi, bằng 15 đúng không? 8 cộng với 7 cũng bằng 14 cộng 1. Đúng không? Đó, tức là cũng bằng bao nhiêu? 15 phải không các em? 10, 15. 9 cộng 6 bằng 10, 15. 5 cộng với 6 thì bằng bao nhiêu nhỉ? À, đây bằng 10, 11. 4 cộng 7 bằng 10, 11. 3 cộng 8 bằng 10, 11. Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái bảng cộng này các em nhé. Được chưa? Các em đối chiếu với kết quả của các em xem. Nếu kết quả của em khác so với kết quả của thầy thì chúng ta sửa lại, điều chỉnh lại nhé. Bây giờ mình sẽ đến câu B. Câu B người ta cho này. Hình tròn thứ nhất này, có số gì? Số 7 nè. Đúng không? Hình tròn tiếp theo nè, yêu cầu mình điền vào đây. Nhưng ở đây lại có dấu gì? Cộng với 2. Vậy thì mình sẽ tìm xem 7 cộng với 2 bằng bao nhiêu, các em sẽ điền vào đây. Đúng nào? Đó, vậy thì trước hết chúng ta sẽ xem nào. 7 cộng 2 thì bằng mấy? À đúng rồi, 7 cộng 2 bằng 9. Như vậy tiếp tục mình lại lấy 9 cộng với 6 bằng bao nhiêu? Các em điền vào đây nhé. 9 cộng với 6 được bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy cái số này, các em trừ đi 5 và điền vào hình tròn kế tiếp ở đây. Được chưa? Đó, các em có thể dừng video lại. Các em làm sau đó là đối chiếu kết quả với kết quả của thầy. Như vậy ở đây mình sẽ có là 9 cộng 6 bằng 10, 15, đúng không? 15 các em trừ đi 5 thì còn mấy? Còn một chục. Đúng rồi, một chục là 10, đúng không? Đó, có em nào có kết quả khác không? Nếu có kết quả khác các em kiểm tra lại nha. Rồi, chúng ta sang bài số 2. Nối theo mẫu câu A này. Ở trên này là những quả bóng bay này. Trên các quả bóng bay này có các phép gì? Phép tính hết này các em. Đó. Ta thấy tất cả những quả bóng bay này của chúng ta đều có các phép tính. Đúng không? Và ở dưới này là một cái trục số này. Và trên đây thì có gì? Có các cái con số ta điền ở đây. Đó, vậy thì người ta đã làm mẫu này. Phép toán này. 6 này cộng với 5 thì bằng bao nhiêu? 11.
Như vậy số 11 của phép tính này người ta sẽ nối với số 11 trên cái trục số này, đúng không? Đúng không? Đó. Vậy bây giờ nhiệm vụ của các em là chúng ta sẽ thực hiện những phép tính cộng, sau đó tìm xem những phép tính cộng này tương ứng với những cái số nào ở trên cái trục số này, thì các em nối vào cho thầy. Được chưa? Nó rất đơn giản đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nào. Như vậy 9 cộng 4 thì bằng bao nhiêu? À, như vậy 9 cộng 4 sẽ là 10, 13, đúng không? Vậy chúng ta sẽ nối quả bóng có phép tính là 13 này với số nào? Đúng rồi, số 13 ở đây nhé. Được không? Đó, chúng ta sẽ nối nó với số 10, 13 này. Đó, được chưa? Rồi, 8 cộng 7 bằng bao nhiêu các em? À, như vậy 8 cộng 7 bằng 10, 15. Chúng ta sẽ nối phép tính 8 cộng 7 bằng 15 này với số nào? Với số 14 cộng 1 đúng không? Đúng rồi, chính là số 10, 15 nhá. Đó, thầy lại cứ nhầm cái này. Rồi, chúng ta sẽ nối nó với phép tính có số 10, 15. Được chưa? Rồi, 6 cộng 5 bằng 11 thì người ta đã làm mẫu nối với số bao nhiêu đây? 11 rồi. 8 cộng 9 bằng bao nhiêu? À, đúng rồi, 8 cộng 9 bằng 10, 17. Chúng ta sẽ tìm số 10, 17. Chúng ta nối. Được chưa? 9 cộng 9 bằng bao nhiêu nhỉ? À, 9 cộng 9 thì bằng 10, 18 đúng không? Đó, như vậy thì mình sẽ nối cái số 18 này với số 10, 18 ở đây, đúng không? Được chưa nào? Rồi, 7 cộng 7. Đúng rồi, 7 cộng 7 thì bằng 10, 14. Vậy mình sẽ nối số 10, 14 à, với phép tính 7 cộng, 7. Được chưa? Đấy, như vậy mình đã hoàn thành xong câu A chưa các em? Xong nhá. Và các em nhớ là khi làm thì chúng ta không viết lên như này, giống thầy như thế này nhá. Bởi vì sao? Đây là cái phần thầy làm nháp lên để cho các em hiểu. Rồi, sang câu B nè. Người ta yêu cầu mình cái gì? Tô màu vào các quả bóng, ghi phép tính có kết quả lớn hơn 12 và bé hơn 16. À, tức là gì? Bây giờ mình sẽ tìm xem ở đây nè. Những cái phép tính nào có kết quả lớn hơn 12 và bé hơn 16. Lớn hơn 12 các em. Lớn hơn 12 này và bé hơn 16 thì chúng ta sẽ tô màu. Như vậy thì chúng ta sẽ đánh dấu cho thầy nè. Lớn hơn 12 nè. Có những phép tính nào nè. Đúng rồi, phép tính số 13 này, 9 cộng 4 nè. Đúng không? Phép tính này là 1 nhá. Rồi, phép tính 8 cộng 7 có lớn hơn 12 không? Lớn hơn 12 và bé hơn 16 đúng không nào? Nó bằng bao nhiêu? 15. Như vậy đây sẽ là phép tính thứ 2 nè. 6 cộng 5. 6 cộng 5 thì nhỏ hơn 10, 12 rồi. 8 cộng 9. À, chú ý nha, 8 cộng 9 thì lớn hơn 12 và lớn hơn cả 10, 16. Do vậy phép tính này chúng ta không tô nhá. Phép tính 9 cộng 9 cũng giống như 8 cộng 9 thì 9 cộng 9 bằng 18, 18 lớn hơn 12. Nhưng mà nó lại lớn hơn bao nhiêu? 16 chúng ta cũng loại. Vậy thì phép tính tiếp theo 7 cộng 7 bằng 14. 14 lớn hơn 12 và bé hơn 10, 16. Như vậy chúng ta sẽ tô mấy quả bóng nhỉ? 1 quả bóng nè, 2 quả bóng nè, 3 quả bóng nè. Đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ tô 3 quả bóng này nhé. Và thầy sẽ lấy màu xanh. Đó, các em có thể chọn cái màu của mình, màu nào để các em tô cũng được. Đấy, quả bóng thứ nhất, 9 cộng 4 bằng 13. Được chưa? Quả bóng thứ hai, 8 cộng 7 bằng 10, 15. Được chưa? Và quả bóng thứ ba, 7 cộng với 7 bằng 10,
14. Đó, như vậy mình đã hoàn thiện về cái tô màu xong chưa nào? Xong chưa? Xong nhá. Đấy, rất là đơn giản đúng không các em? Rồi, mình sẽ đến bài tiếp theo. Bài số 3. Nối hai phép tính có cùng kết quả theo cái mẫu. Như vậy ở đây nè, các em cùng quan sát nè. Phép tính người ta làm theo mẫu nè. Ở cái đoàn tàu A và đoàn tàu B nè, 9 cộng với 4 nè thì bằng bao nhiêu? 13 nè. 6 cộng với 7 đây nè, bằng 13 nè. Vậy thì đây là hai phép tính có cùng kết quả là bao nhiêu? 10, 13 thì các em sẽ nối với nhau. Đúng không? Vậy thì bây giờ các em hãy dừng cái video lại, các em xem những phép tính này có kết quả bao nhiêu và những phép tính ở dưới còn lại này có kết quả bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ nối hai phép tính có chung kết quả với nhau theo cái mẫu này các em nhé. Rồi, thầy sẽ đếm trong 10 nốt nhạc nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. À, như vậy chúng ta sẽ dừng viết và quan sát vào đây. Chúng ta sẽ hoàn thiện các phép tính này trước này. 8 cộng với 8 thì bằng bao nhiêu các em? 10, 16 nè. 6 cộng 6 thì bằng 10, 12. 7 cộng 4 bằng 10, 11. Đúng chưa? Rồi, giờ các em tiếp tục ở đoàn tàu B nè. 9 cộng 7 bằng 10, 16. 6 cộng với 5 bằng 10, 11. 3 cộng với 9 bằng 10, 12. Như vậy mình đã có kết quả của các phép tính đoàn tàu A với kết quả các phép tính đoàn tàu B. Bây giờ mình chọn thôi. À, như vậy anh này bao nhiêu? 6, à 16 nè. Ở đây 16 nè, các em sẽ nối hai cái toa tàu này với nhau. Được chưa? Anh này số 12 nè. Ở dưới này số 10, 12 chúng ta sẽ nối hai cái toa tàu này với nhau. Đúng không? Và cuối cùng hai anh này số 10, 11. Được chưa? Đơn giản không? Được chưa các em? Xong chưa nào? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong câu A của bài số 3. Bây giờ mình sẽ đến với câu B nhé. Đó, thầy sau khi xong thì thầy phải xóa những cái này đi. Và các em nhớ là khi làm bài thì các em không được viết giống như thầy đây nhé. Bởi vì thầy làm mẫu cho các em thì thầy thực hiện. Được chưa? Rồi, câu B nè. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Rồi, chúng mình phải quan sát hai đoàn tàu mới làm được. Ở đoàn tàu A, phép tính có kết quả bé nhất là... Đấy, vậy người ta hỏi nè. Đoàn tàu A nè, phép tính có kết quả bé nhất là phép tính nào? Các em nhìn vào đây. Số của mình nè. Đó, 13, 16, 12, 10, 11. Vậy thì đó chính là mấy? 7 cộng với mấy nhỉ? 4, đúng không? Vậy thì 7 cộng 4 bằng 10, 11. Được chưa? Rồi, câu C nè. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Ở đoàn tàu B, đoàn tàu B đây, các phép tính có kết quả lớn hơn 11 là... Vậy thì các em thấy đây, số 11 nè. Vậy thì 16 lớn hơn 13 lớn hơn 12 lớn gì? Lớn hơn. Như vậy chúng ta sẽ hoàn thiện ở đây mấy phép tính nữa? Hai phép tính nữa đúng không? Đó là 6 cộng với 7 bằng 10, 13. Được chưa? Phép tính tiếp theo mấy? 3 cộng với
9 bằng 12. Được chưa? Đấy, tới đây thì mình hoàn thiện xong cái bài số 3 này nhá. Được chưa các em? Ổn chưa nào? Ổn rồi đúng không? Rồi. Đấy, như vậy chúng ta sẽ đến bài tiếp theo. Bài số 4. Một bạn đã xếp các khối lập phương nhỏ thành 3 hình A, B, C như sau. Đó, các em quan sát hình A này, hình B này, hình C này. Được chưa? Rồi, bây giờ người ta yêu cầu này, khoanh vào chữ ở dưới hình có số khối lập phương nhỏ ít nhất. Đấy, vậy thì từng cái này nè, mỗi một cái hình này nè, đây là một khối lập phương này các em. Đấy, tức là cái khối lập phương này của chúng ta là một trong cái khối thuộc cái dạng không gian như thế này này các em. Đó, và các em phải hình dung ra được nhá. Đây, thầy vẽ để các em hình dung được một cái khối lập phương nó là như thế nào. Đây, các em cùng quan sát này. Đó, cái khối lập phương của chúng mình là nó như thế này các em. Đó, các em có hiểu không? Vậy thì người ta sẽ xếp những cái khối này nè. Đấy, ở ba cái hình. Hình A, hình B và hình C. Vậy thì muốn biết được cái hình nào có khối lập phương nhỏ nhất đó, thì mình phải làm sao? Đếm thôi đúng không? Rồi chúng ta sẽ đếm ở đây nhé. Hình này nè sẽ có nè các khối lập phương nè. 1 nè, 2 nè. Tức là cái bề này cũng thuộc khối lập phương này đúng không? Đó, các em nhìn vào đây các em phải hình dung được nè. 3, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Và ở dưới này một khối nữa đúng không? Là mấy? 8 khối lập phương nè. Hình A của chúng ta có là 8 khối nè. Hình B nè các em. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy hình B chúng ta có mấy? 6 khối lập phương nè. Hình C. 1, 2, 3, 4. Hình C của chúng ta chỉ có mấy? 4 khối lập phương thôi. Đúng không? Đó, vậy thì giờ ta hỏi nè. Khoanh vào chữ cái ở dưới hình có số khối lập phương nhỏ ít nhất. Vậy thì 8, 6 và 4. Hình nào sẽ ít nhất các em? Đúng rồi, số 4 này sẽ nhỏ nhất thì chúng ta sẽ khoanh vào hình nào? Khoanh vào chữ cái. Đó chính là hình C. Câu A xong chưa? Rồi, câu B nè. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Cả ba hình có khối lập phương nhỏ là. À, như vậy, muốn tính được khối lập phương nhỏ của ba hình thì chúng ta phải làm gì? Lấy số khối của hình A cộng với số khối hình B và cộng với số khối của hình C. Vậy chúng ta sẽ có là 8 cộng với 6 cộng với mấy? Cộng với 4. Vậy các em cộng nè. 6 với 4 là 10. 10 với 8 bằng bao nhiêu? 10. 18. Vậy chúng ta sẽ điền vào đây là số nào? À đúng rồi, số 10. 18 nhá. Được chưa? Đó. Như vậy đến đây chúng ta đã thực hiện xong được tiết số 1. Và các em đừng quên chia sẻ video và kênh của chúng mình cho các bạn đang học ở trong lớp trong trường nhá. Rồi, hẹn gặp lại các em ở tiết số 2. Bye bye.